Thưa quý vị, Cảnh sát Giao thông Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước giấy phép lái xe một tài xế quê Hà Giang vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ và đón khách không đúng nơi quy định trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Trước đó, khi tiếp nhận thông tin phản ánh ô tô khách biển kiểm soát 23F00055 tuyến Hải Phòng-Hà Giang đón khách không đúng nơi quy định, chở quá số người, tổ tuần tra trạm Cảnh sát Giao thông An Hưng, phòng Cảnh sát Giao thông Hải Phòng đã tổ chức dừng xe kiểm tra. Tại chốt, cảnh sát xác định tài xế 45 tuổi, quê tỉnh Hà Giang, điều khiển ô tô khách 23F00055 rời bến xe Vĩnh Niệm, Hải Phòng, theo tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, quốc lộ 5 đi Hà Giang. Dọc tuyến đường, tài xế đã dừng đỗ xe đón khách không đúng nơi quy định. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe khách chở 90 người, vượt quá 47 người. Theo thiết kế kiểm định, ô tô này có 41 giường nằm và 2 ghế ngồi. Ngay sau đó, tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi đón khách không đúng nơi quy định, chở quá số người. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, những ngày này các nhà thầu dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy mạnh công tác thi công. Và ngay trong kỳ nghỉ lễ này thì các đơn vị vẫn huy động 100% quân số thi công xuyên lễ với mục tiêu đưa công trình trọng điểm quốc gia về đích trước thời hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại Hà Tĩnh. Trong kỳ nghỉ lễ, nhưng tại gói thầu XL11 cao tốc Bắc Nam đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đảm nhận, công trường luôn rộn vang tiếng máy. Vượt qua sự khắc nghiệt của nắng rát gió Lào, các công nhân vẫn hăng say làm việc. Đơn vị đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cầu cống, đặc biệt là đẩy nhanh công tác đắp đất nền đường. Đối với chúng tôi thì đây là mùa khô, là một mùa thời tiết thuận lợi để chúng tôi tổ chức thi công, và chúng tôi đã hiện nay chúng tôi đang duy trì tổ chức thi công là xuyên thời gian xuyên từ 5:30 hàng ngày đến 21:30 hàng ngày, tổ chức có những vị trí ăn ca tại công trường. Với doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường đang thi công đến 75% gói thầu XL11 đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đắp nền với khoảng 15.000 mét khối đất một ngày đêm. Nhờ vậy, gói thầu hiện nay đã vượt tiến độ đề ra. Chúng tôi đã huy động 300 thiết bị, đầu máy thiết bị để vào dự án để làm việc liên tục để đảm bảo cái tiến độ thi công trong thời tiết thuận lợi này. Cái dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì nhà thầu chúng tôi cũng đã phấn đấu làm liên tục để đảm bảo cái tiến độ đề ra của dự án. Hiện thời tiết tại các tỉnh miền Trung đã vào mùa nắng nóng, khắc nghiệt, nhưng cũng là điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai công tác thi công. Chính vì thế, trong kỳ nghỉ lễ này, các nhà thầu thi công cao tốc Bắc Nam đoạn qua Hà Tĩnh vẫn duy trì 100 quân số, thực hiện thi công 3K 4 kíp trên công trường. Dự án thì đang tập trung triển khai các cái mũi thi công nền đường và cầu cống là chính. Còn hiện nay thì với những cái vị trí mà có thể thi công được hạng mục móng mặt đường và một số vị trí có thể thi công được bê tông nhựa thì nhà thầu cũng đã triển khai. Về phía chủ đầu tư, chúng tôi chỉ đạo các cái nhà thầu cũng như là cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là vượt nắng thắng mưa và ăn thanh thủ ngủ khẩn trương và làm xuyên Tết và xuyên ngày lễ. Thì là về phía chủ đầu tư, chúng tôi chỉ đạo các nhà thầu là nhân cái dịp lễ này thì vẫn làm bình thường, và các cái đơn vị thi công thì cũng đã bố trí 100% lực lượng là thi công bình thường. Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 đến 2025 qua địa bàn Hà Tĩnh có tổng chiều dài hơn 102 km với 3 dự án thành phần là Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng theo hợp đồng ký kết sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các đơn vị như hiện nay thì tiến độ dự án có thể rút ngắn trước 6 tháng. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, học sinh sẽ phải thi 4 môn, trong đó ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc. Ngay khi ra quyết định này, nhiều người đã đặt ra câu hỏi là liệu rằng quy định có ảnh hưởng đến việc học ngoại ngữ của các em học sinh bậc trung học phổ thông hay không? Các em học sinh còn lựa chọn tổ hợp môn có ngoại ngữ khi bắt đầu vào lớp 10. Và việc chọn tổ hợp môn sớm có giúp ích cho các em trong định hướng nghề nghiệp.
Những ngày này, Bùi Bảo Trân và các bạn đồng trang lứa đang chuẩn bị cho quá trình nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Cùng với câu chuyện ôn luyện ra sao để giành vé vào trường cấp 3 mình mong muốn, việc chọn tổ hợp môn sau khi vào 10 cũng được các em đặc biệt quan tâm. Đối với môn tiếng Anh thì em cảm thấy là bản thân em cũng khá. Và chọn môn tiếng Anh trong tổ hợp môn thì em cũng đã chọn rồi. Do việc chọn phân ban của mình trong cấp 3 nó sẽ ảnh hưởng tới việc mình vào ngành nào trong đại học. Do đó mà em cùng với gia đình, cùng với nhà trường đã sắp xếp cân nhắc để chọn ra môn ban phù hợp, ví dụ như ban D. Việc lựa chọn tổ hợp môn học có tính quyết định đến suốt quá trình học và định hướng ngành nghề của học sinh sau này. Và câu chuyện xác định thế mạnh, năng lực học sinh, giúp các em định hướng nghề cũng là một trong những nội dung mà cô giáo Phạm Thu Trà đặc biệt quan tâm. À, cá nhân tôi thì tôi đánh giá cái việc là tổ hợp môn từ sớm như thế này là rất là tốt, bởi vì đây là cũng là định hướng hướng nghiệp cho các cháu. Thật sự mà nói thì đối với học sinh ở lớp tôi thì tôi nghĩ rằng là khả năng chắc chắn là các cháu chọn khối D khá là nhiều vì các cháu thích môn tiếng Anh. Tuy nhiên thì tôi cũng nói với các cháu rằng là các cháu cứ suy nghĩ về xem thật sự là mình sẽ theo được môn nào và giỏi môn nào. Thì nhà trường chúng tôi thường xuyên tổ chức buổi học ngoại khóa. Và cái buổi ngoại khóa này thì chúng tôi còn dạy cho học sinh các cái kỹ năng mềm. Và ngoài kỹ năng mềm thì dạy cho các cháu cả những cái kiến thức thêm nền bên ngoài để các cháu là bộc lộ xem là cái năng lực của mình nó nằm ở phần nào để các cháu có thể lựa chọn phù hợp. Khi mà vào lớp 10 trung học phổ thông các con đã đỗ rồi thì lúc đó thì các con sẽ định hướng đến cái nghề nghiệp nhiều hơn. Và các con sẽ phải tìm hiểu xem là cái nghề nghiệp của mình sắp tới nó sẽ thiên hướng về cái ban nào để các con chọn cái phân ban của lớp 10 trung học phổ thông mình học để nó thực sự là có ích cho con trong các bước đường tiếp theo. Cũng giống như nhiều phụ huynh khác, đến thời điểm hiện tại, ngoài việc đồng hành cùng con trong kỳ thi vào 10, chị Nguyễn Thị Nụ cũng thường xuyên lắng nghe những tư vấn của giáo viên về câu chuyện tổ hợp môn cho con. Thực ra khi bắt đầu con chuẩn bị thi 10 ấy, thì cá nhân của con thì mình đã phải làm việc với con và biết được là cái điểm mạnh của con là những môn học nào. Thì thông qua những cái điểm mạnh đó thì mình đã có những cái định hướng cụ thể là khi bắt đầu vào lớp 10 thì đã phải chọn cho con những cái tổ hợp nào để con sẽ tập trung học những cái tổ hợp đấy. Con thì thường thường sẽ tập trung vào toán và văn. Tiếng Anh thì đấy cũng là một cái định hướng mà bản thân bố mẹ cũng đang rất là kỳ vọng là sẽ tập trung cho con nhiều trong cả môn đấy nữa. Khi có cơ hội được tiếp xúc với phụ huynh tuyển sinh thì đều hướng dẫn phụ huynh cũng như là đặc biệt là học sinh, khi mà học sinh đến tuyển sinh được phỏng vấn, nhà trường phỏng vấn thì đều hướng dẫn các con rất là kỹ về cái việc là các con nên chọn theo cái phân ban nào và xét theo cái năng lực của bản thân, rồi có cái định hướng của bố mẹ nữa. Thì trong công tác tuyển sinh thì nhà trường thực hiện rất kỹ về cái việc mà định hướng cho con khi mà định hướng cho học sinh khi mà học sinh lựa chọn phân ban của mình. Những năm gần đây, các trường đại học có xu hướng tuyển sinh bằng phương thức kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS, TOEFL, chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam. Việc chọn tổ hợp môn sớm, đặc biệt là tổ hợp môn có ngoại ngữ, đã tạo thêm cơ hội cho các em vào cổng trường đại học và định hướng nghề nghiệp. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian gần đây, nhiều lồng bè nuôi cá trên sông Mã, đoạn chảy qua địa bàn huyện xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Lực lượng chức năng đang thống kê số lượng cá bị chết, cũng như là phối hợp với các đơn vị liên quan tìm rõ nguyên nhân. Thông tin ban đầu, hiện tượng cá chết bất thường xảy ra từ đầu tháng 3 năm 2024 đến nay. Đến ngày 27 tháng 4, số lượng cá chết ước tính khoảng 5 tạ, khiến người nuôi rất là lo lắng. Tại các lồng nuôi, thì chính quyền cũng phát hiện nguồn nước có màu hơi đục. Theo thống kê, thì giữa tháng 3 đến nay, trên bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng, thị trấn Cành Nàng, có khoảng 1,8 tấn cá lồng của 22 hộ nuôi ở trên sông Mã bị chết. Huyện Bá Thước đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng bình hắc quy để sục oxy, di chuyển lồng cá đến nơi an toàn, đồng thời báo cáo cấp trên để tìm nguyên nhân cũng như là hướng xử lý. Sau nhiều ngày xảy ra cháy rừng khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Tô, tỉnh An Giang, nhiều lực lượng đã được tăng cường cùng máy bay không người lái với quyết tâm dập lửa. Theo lãnh đạo huyện Chi Tôn, hiện khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Tô vẫn còn xuất hiện một số điểm cháy nhỏ. Ngày 28 tháng 4, huyện đã tiếp tục huy động gần 300 quân tham gia chữa cháy. Bên cạnh việc lực lượng được trang bị máy chữa cháy đeo vai, máy bơm nước đồi núi, hàng trăm can lượng nước chuyển đến để trực tiếp dập lửa, thì địa phương còn trang bị hệ thống nước dẫn nối lên núi để tiếp nước cho các lực lượng. Ngoài ra, huyện còn huy động máy bay không người lái tiếp cận chữa cháy ở những vị trí đồi dốc khó tiếp cận.
Trước đó khoảng 10 giờ sáng 26 tháng 4, khu vực kè Càng Đước đã xảy ra cháy rừng. Phát hiện sự việc, lực lượng đã huy động đến tích cực dập lửa. Tuy nhiên, do địa hình núi dốc cao, đá lớn, nhiều tiếng nổ và đá rơi từ trên cao xuống, nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Thưa quý vị, các bác sĩ cho biết bất kỳ loại thuốc lá nào thì cũng đều gây hại đến sức khỏe cả. Trong đó thì có một trào lưu là nhét chầm vào thuốc lá nung nóng hút kéo dài, có thể dẫn đến ung thư. Theo bác sĩ Quách Minh Phong, trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, thời gian gần đây xuất hiện trào lưu là nhét chầm hương vào điếu thuốc trước khi nung nóng, nhằm gia tăng mùi thơm và tạo cảm giác phê hơn. Nhiều người thì nghĩ rằng loại thuốc này không đốt trực tiếp, điếu ngắn và nung với nhiệt độ rất cao nên có thể an toàn hơn. Tuy nhiên, quan niệm này là sai lầm, bởi thuốc lá nung nóng có cơ chế hoạt động tương tự như thuốc lá điện tử, đều có nicotine và tạo ra hàng nghìn chất độc khác. Chưa kể đến là khi nhét chầm vào điếu thuốc tạo mùi thơm, có thể làm người ta hút nhiều hơn. Hậu quả cuối cùng sau thời gian dài sử dụng là nguy cơ ung thư hiện hiện. Trước đó, thống kê của Bộ Y tế, ung thư phổi hiện đang đứng thứ 2 về tỷ lệ mắc mới tại Việt Nam với hơn 26.200 ca mỗi năm. Trong đó, thuốc lá và khói thuốc lá là thủ phạm gây đến 90% số ca mắc bệnh. Đáng chú ý, nhiều người có thâm niên hút thuốc lên đến 40 năm đã cố gắng cai thuốc nhưng thất bại khi phát hiện ung thư thì đã quá muộn.